Gậy đấu côn, ba ton, ô dù được cải tiến từ kiếm pháp Thiếu Lâm. Để tiện sử dụng và cập nhật hóa xã hội hiện đại, các võ sư đã soạn thảo dung hợp đao kiếm biến thành ba ton và dù để giúp môn sinh tập luyện và sử dụng trong mọi tình huống bất trắc.